Shop hàng Nhật Lệ xin chào các bác. Hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2020 thì em vừa về được một cái lô máy lọc không khí rất là đẹp, toàn bộ là các cái dòng VIP mà rất là khan hiếm hàng, rất là nhiều bác đặt hàng nhưng mà không có để đáp ứng được cho các bác. Hôm nay rất là may mắn nhập được một cái lô máy toàn bộ hàng Panasonic mặt sân kính vậy. Ở đây máy thì em vừa về xong, vẫn chưa làm vệ sinh gì các bác nhé. Nhưng mà máy rất là đẹp đây. Các bác nhìn tình trạng máy thô rất là nguyên bản, rất là đẹp luôn. Chưa vệ sinh một tí nào các bác nhé. Chưa lau chùi gì. Đấy, chưa vệ sinh lau chùi gì mà máy các bác nhìn đã rất là đẹp rồi. Đời rất là mới. Tất cả các máy làm đều không có tẩy rửa gì đâu các bác nhé. Đấy, nguyên bản luôn. Cái lô này vừa về rất là đẹp. Rất là nhiều bác đặt. Bây giờ cũng không nhớ bác nào đặt nữa, đặt thì bác nào mà có nhu cầu thì bác ca lô cho em thôi. Các bác nào có nhu cầu đặt thì ở xa thì các bác vui lòng đặt cọc trước em 500 nhé. Xin lỗi là em cũng nhiều khi mà cứ các bác mà cứ bảo là đặt không đặt cọc thì nó cũng rất là khó cho em. Đấy, thế nên là bác nào có nhu cầu đặt thì các bác alo cho em. Đi em giới thiệu về cái lô hàng ngày hôm nay. Đây thì em vừa về thì cứ tạm thời giới thiệu các bác như này. Bác nào có nhu cầu thì các bác đặt. Đây là hai cái con lọc không khí Sharp siêu VIP thôi nhé. Siêu VIP luôn. Con này dòng là KLBX50. Tình trạng cực đẹp. Đấy. Trước Tết em cũng đã bán hai con này rồi. Không có hàng để bán, toàn bộ phím trên này là cảm ứng hết. Đấy. Bây giờ em cứ tạm thời giới thiệu sơ qua các bác. Không bác nào đặt thì em sẽ vệ sinh dần dần rồi để test cho các bác. Đấy. Hai con này siêu VIP luôn các bác nhé, giá là 4,5 triệu một chiếc ấy. Tất cả nguyên bản 100%, nó chưa động chạm gì cả. Còn bộ phím trên này là cảm ứng hết, rất nhiều tính năng. Bác nào chơi con này rồi thì các bác biết. Ví ông 25.000 ạ. Đây có mã là BLBX50, các bác có thể tham khảo trên mạng. Yeah. Hai con này 4,5 triệu các bác nhé. Ở bên cạnh đây là hai con VX65. Quá nhiều bác hỏi luôn nhưng mà không có hàng. Yeah. VX65 máy đẹp, máy thô nguyên bản và đã đẹp này rồi, chưa cần vệ sinh gì. Yeah. Hai con này thì em bán là 3,2 triệu một chiếc các bác nhé. Giá 3,2 triệu một chiếc. Yeah. Máy cực đẹp. Tiếp theo là ba cái con dòng máy dòng 50, dòng mặt dâng kính vẫy. Yeah. Máy cũng cực đẹp luôn. Ba con này thì dòng có VX50 này, VX50 và VE40XZ. Đây, ba con này nó tương tự nhau. Con này thì là dòng cánh vẫy kép, con này dòng bình cánh vẫy đơn. Đấy. Tùy theo cái từng con. Ba con này thì là 3,2 triệu một con các bác nhé. Đấy, giá 3,2 triệu một con. Tiếp theo đây là ba cái con dòng máy VX45 cũng mặt dâng cánh vẫy, rất là đẹp luôn, chưa vệ sinh gì cũng rất là đẹp. Đấy, ba con này thì em bán là 2,8 triệu một con thôi nhé, 2,8 triệu. Đấy. Tất cả đều là máy đẹp mặt chân tính vậy hết, để nguyên bản 100V chưa làm gì cả. Đấy, có chục con. Các bác nào có nhu cầu thì các bác đặt hàng em nhé, các bác đặt hàng thì đặt cọc trước em 500.000 nhé. Đấy, về rất là đẹp. Các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Cảm ơn các bác.